Dạ vâng. Ok, mời cả nhà đi ăn sáng cùng với tụi này nha. Ở đây là dưới khách sạn Nico. À, giá ăn sáng buffet thì hình như nó khoảng độ 25 đô la, là khoảng trên 500 ngàn tiền Việt Nam á. Nhưng mà tụi này thuê phòng ở đây thành ra trong cái package nó bao gồm cả giá cả ăn sáng luôn rồi. Món này ok, yeah. Cảm ơn. Chắc ngồi góc hay cửa sổ rồi. Ok, cảm ơn. Đi cà phê sữa đá. Hai ly. Cảm ơn. Ok, bây giờ mời các bạn đi với hai vợ chồng mình xem đồ ăn sáng của khách sạn Nico dưới dạng buffet có gì đặc biệt không. Chỗ này thì nó cũng là cái nhà hàng mà tối hôm qua tụi này ăn buffet, ăn dinner đó, ăn bữa tối đó, ăn lobster này nọ đó. Thì ban tối thì nó là dinner, còn ban ngày thì nó làm ăn sáng, đồ ăn sáng vậy thôi. À, xong rồi mình sẽ quay ngày hôm nay, xong ngày mai mình quay thêm một lần nữa để so sánh xem đồ ăn sáng ở đây nó có thay đổi gì không. Ví dụ như các bạn đi vacation đi chơi xa mà không lẽ ở hai ba tuần mà ngày nào cũng ăn sáng như thế này chắc cũng ngán. Dạ, mình coi sơ coi đồ ăn giữa 2 ngày nó có thay đổi gì không. Rườm anh ăn nhìn nó hấp dẫn. Và cái này khỏi đi, cái này hash hát brown vào không? Chậm. Hash brown đừng lấy bánh mì đây ha. Cái này có phở nè, hay hủ tiếu, cái này hủ tiếu chúc mừng mì xá xíu. Thôi mình muốn ăn thon hà không? Ừ. Chút nữa ăn này. Ok. Để anh cầm chắc, nó lấy thì lấy. Japanese rice. Chỗ này là chỗ tối ngày hôm qua đó, nó lò mà nó nướng tôm hùm á, qua mình có quay chỗ này á. Bánh patiso ở chỗ kia trong cái đĩa kia nè, mình thấy có cháo trắng ăn với lại giò cháo quẩy nè, sao mình thấy nguyên một cái thùng trứng gà đó, thấy không? Chỗ này là ai muốn ăn bánh mì ốp la hay là omelette kêu họ làm cho mình ăn. Đủ mọi thứ, bánh bánh ngọt à, bánh là mấy tụi là nước ngoài khá là thích là ăn đã mấy cái mứt trái cây gì lên mấy cái bánh mì đó, thấy không? Các bạn thấy trông đẹp thôi chứ ăn chán ngán. Rồi bánh mì, nhiều loại bánh mì đó, kiểu đủ kiểu đó. Còn đây là các loại donut đó, mình cũng không biết dịch donut nghĩa là gì, nó giống kiểu như cái loại bánh ngọt, bánh mì ngọt đó mà. Cái này là các loại rau, salad, cà chua, chi. Ồ, 2 ly cà phê sữa đá, 2 ly cà phê đen, nhập phin cà phê sữa đá, lấy cái này. Cái này bán bánh mì chả cá.
bánh mì à, bánh mì trái cá à, à, ngon. Đây là các loại cereal ăn với lại sữa, đủ các loại trái cây, mà trái cây phía bên này là phía bên trái trái. Cái gì? Anh em muốn ăn à? Ừ. Có nước dừa nào uống không? Ủa, không có để á. Thank you anh. Có udon á. Chút nè. Mấy cái bánh nha. Có, cái này nha. Bánh mì nha. Ăn cái này trước đi, chút nữa tỉnh. Đây là cái máy pha cà phê, các bạn có thể pha ở đây cũng được, hoặc hỏi các cô nhân viên pha cho mình rồi mang tới bàn cho mình cũng được, không sao hết. Chỗ này là các loại trái cây của miền nhiệt đới ở Việt Nam mình nè, thấy không, cũng nhiều lắm á. Nó làm cho mình nó lấy cơm ô vai nhưng mà không có đủ.
qua cho nó chơi vịt. Tại vì cái gì mà lấy cho em cái lò nướng đó. Ok, ngày hôm nay là ngày kế tiếp thì từ này xuống dưới khách sạn Nico để ăn sáng và cũng có quay lại. Mình chỉ quay một chút thôi để so sánh xem đồ ăn giữa hai ngày liên tiếp coi nó có thay đổi cái thực đơn gì không. Ha. Ok, bây giờ mình cũng đi một vòng giống như ngày hôm qua. Bây giờ vào khoảng 6 giờ rưỡi sáng, nhà hàng mới mở cửa, thành ra nhà hàng có vẻ còn vắng khách, chưa có đông như ngày hôm qua. Chứ khoảng độ 7 giờ mấy là thấy đông nghẹt luôn ạ. Tụi này đi sớm một chút để ăn sáng xong, chút nữa tụi này đón xe đi ra ngoài Mũi Né chơi 2 ngày, sau đó quay lại khách sạn này ở thêm tiếp 2 tuần nữa. Hôm qua chưa thử bánh u đồng, chắc có làm gì đâu.
thử đây. Nó nhỏ hơn là mình. Sao sao bạc? Sao bạc lạnh lắm không? Cái này lạnh, mì lạnh á. Ờ, chứ không có mì nóng. Ờ, mà mãi rồi cả. Over there. Cái này là cá cá si pass á. Similar cá si pass á. Mà nó làm kiểu gì vậy? Nó có cái này của Đại Hàn. Ờ. Nhật á hả? Đúng, của này Korea. Ờ, dạ. Cái này nói gì udon? Thì udon bên đấy. Ờ. Nát giá. Hôm qua nó có udon ở đây. Chắc nhiều khi nó đổ non. Để như thế nói chung là không có gì thay đổi đặc biệt hết, chỉ có một vài món chính ví dụ như thay đổi, ví dụ như mình thấy phát hiện ra, mình không có nhớ hết nhưng mà mình phát hiện ra ví dụ như ngày hôm qua ở chỗ kia nó bán mì xá xíu thì hôm nay nó là bánh canh, đại khái là như vậy. Mình đang ăn đây, ăn cái này chứ không phải nó ngủ. Đây có bánh canh à. Hôm qua là mì. Hôm qua là mì xá xíu. Để em order cái. Em cầm đây. Thôi được rồi. Cái này. Cúp. Chấm gì? Nhớ rồi. Mình giò heo. Heo này cũng ngon lắm, tự mình nêm nếm nè. Để ớt rồi vô, ngon lắm. Tiêu, chua hột xay ra, cũng thơm lắm. Em thích là bút bánh ít như vậy nè. Cái mình ăn được nhiều thứ. Em cũng lấy nước nha. Wow, cái nước ngon á. Nước đậm đà ha. Ở đây sao sáng anh hay dậy bụng dữ quá. Bụng dữ số bữa rồi. Thank you.